ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý ngày 10 tháng 1 năm 2023 giữa nguyên đơn Trịnh Dân Cường 67 tuổi và bị đơn là Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6. Căn cứ để Tòa án Nhân dân quận 6 đình chỉ vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự trên là các tài liệu chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện của ông Cường chưa đủ điều kiện khởi kiện. Theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, những căn cứ mà tòa án viện dẫn là ông Cường thiếu văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự và quá thời hạn khởi kiện. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, đêm 27 tháng 2 năm 1985, nhà số 288B Bãi Sậy, phường 7, quận 6 báo mất trộm vàng. Sau đó lần lượt những người trong căn nhà liền kề bị công an quận 6 bắt giữ gồm ông Cường ở rể, ông Hồ Văn Được và Trần Đức Ẩn, anh em trong nhà vợ ông Cường. Đầu năm 1990, Tòa án Nhân dân tối cao xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án phạt tù, án cảnh cáo đối với những cán bộ, lãnh đạo công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 đã gây ra nỗi oan ức cho các ông Cường, Được, Ẩn. Bản án thể hiện quá trình điều tra không chứng minh được tội phạm nên lần lượt ông Ẩn và ông Cường được trả tự do, riêng ông Được đã tự tử trong trại giam Chí Hòa vì bị bức cung. Sau khi được thả không lâu, ông Ẩn cũng qua đời vì lý do sức khỏe. Ông Cường được trả tự do theo quyết định của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn khởi kiện, ông Cường yêu cầu phía bị đơn là Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, trực tiếp xin lỗi tại nơi ông bị bắt giữ, đăng báo xin lỗi và cải chính công khai, bồi thường 6,8 tỷ đồng các khoản thiệt hại. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 cho rằng đề nghị của ông Cường đã hết thời hiệu giải quyết nên không chấp nhận yêu cầu bồi thường oan sai của ông Cường.